Du lịch Đại Bàng. Em trai, brother, em trai, ta sẽ quay lại sau, đừng lo, đi thôi. Ngươi giỏi chẳng để làm gì, ngươi quay lại đây. Ta chỉ không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Đi đi và đừng bao giờ quay lại, đi đấu võ cho đến chết đi. Cứ nói hoài lúc nào cũng vậy. Đứng đó, ngươi không phải con trai ta. Ngươi không quan tâm gì đến gia đình. Ngươi không có nhà, sao ngươi có thể? Cha ơi, cha thấy sao rồi? Cha biết mình không nên giận dữ mà. Ta chờ và xem. Nó có thể làm gì được? Nó không có gì, chỉ như kẻ lang thang. Cha ơi, em trai còn trẻ, cha biết em ấy sẽ nhận ra khi em ấy lớn thêm vài tuổi. Siêu quan, con lúc nào cũng bảo vệ nó. Nếu cứ như thế này hoài, nó sẽ chẳng có tương lai. Cha ơi, cha đang bệnh mà, cha phải cẩn thận giữ sức khỏe của mình chứ. Vào trong thôi cha. Này, kia là anh Kim. Người anh em, chúng tôi đang tìm anh. Này người anh em, tôi nghĩ có gì không chứ? Hôm nay hắn ta vẫn không đồng tình gì. Được, đi thôi. Đi đi đâu? Đi uống thôi. Đây, thử xem. Cảm ơn. Cả anh nữa. Cảm ơn rất nhiều. Phục vụ, người anh em cạn ly.
Here. Anh có thích không? Thêm ly nữa đi. Này Dứt Phun, sao cô ở đây? Cha bảo tôi đến. Ông ấy nói ở đây bận lắm nên tôi đến giúp một tay. Cô thật là tử tế, cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng. Thôi nào, ly cuối. Chúng ta có thể gọi thêm chai khác không? Không không, tôi không thể uống nữa. Chắc chắn vậy rồi. Thôi nào, đi thôi. Này, tôi đang tìm anh. Có chuyện gì sao? Tính tiền đi. Tính tiền đi. Này bé cưng, em tên là gì? Tôi muốn cô ấy đi với tôi. Được rồi. Này, tên cô ta là gì vậy? Tôi chưa thấy cô ta trước giờ. Cô ấy là con gái của ông chủ. Tên là Dứt Phun. Con gái của ông chủ hả? Thật ra ông ấy có cô con gái xinh đẹp quá. Bạn tôi ở đây muốn gặp con gái của chủ cô. Cô có thể sắp xếp cho anh ta không? Hãy nhìn lại mình đi. Anh ta rất đẹp trai và thông minh nữa. Rất giàu có. Mọi thứ hoàn hảo. Đồ đần độn. Cô nói gì vậy? Cô ta thích tôi không? Cô ấy nói anh trông giống triệu phú. Rất đẹp trai mà. Giờ chúng ta đi được chưa? Được rồi. Ông vẫn chưa trả tiền. Nếu cô chịu đi với anh ta, chúng tôi sẽ trả gấp đôi, có chịu không? Trả tiền trước đi. Trả đi. Bỏ tay ra khỏi anh ta. Này, bỏ tay ra. Rời khỏi đây thôi. Ta nên rời khỏi đây thôi.
cô này, hắn sẽ trả bao nhiêu tiền vậy? Lấy số cô cần đi. Biến đi. Chúng ta sẽ gặp lại thôi, nhóc con. Người anh em, anh tuyệt vời thật đó. Đi thôi. Này. Được rồi, tôi quên chưa trả tiền. Anh không cần phải trả. Cảm ơn đã giúp chúng tôi không bị rắc rối. Quên nó đi. Những gã khốn đó đáng bị như vậy. Này người anh em, cô gái trong nhà hàng rất xinh. Có vẻ cô ấy thích anh đó. Đúng rồi, anh không nên bỏ lỡ cơ hội thế này đâu. Các gã khốn kia, có vài người bạn của tôi ở đây muốn gặp các người. Được rồi, các anh muốn gì? Đến đây đi, nếu ngươi dám. Này, bọn họ không đùa đâu. Tốt hơn hai anh nên rời khỏi đây đi. Người anh em, đi đi. Được rồi. Đứng yên. Nó đâu rồi? Con trai ta đâu rồi? Ở kia kìa. Ở đâu? Ở kia thôi. Trung Hô. Em trai. Con trai ta. Cha ơi. Có chuyện gì vậy? Trung Hô. Trung Hô. Cha. Trung Hô, cha ơi. Đi tiếp đi. Đi tiếp nhanh lên. Hai người nữa, đi tiếp đi, đằng kia nhanh lên. Các người kia lại đây. Tôi vừa nhận lệnh mới chúng ta. Phải làm xong đúng hạn. Các người có hiểu không? Dừng. Chết tiệt. Gã khốn kia thực sự muốn làm việc chăm chỉ sao?
Các anh ngồi đây xem đi, tôi sẽ đi dạy cho hắn một bài học. Đây anh kia, nghe đây, anh vừa mới đến. Anh không biết gì sao? Tôi sẽ nói qua quy tắc ở đây cho anh biết. Hãy tôn trọng chúng tôi, những người đã ở đây từ lâu rồi. Và anh cũng phải tuân theo những mệnh lệnh từ chúng tôi. Này, có điếc không? Có điếc không hả? Có chuyện gì ở đây sao? Anh muốn đánh sao? Tôi sẽ cho anh biết. Sao anh không để tôi yên? Tôi không muốn đánh nhau nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đã nhìn thấy hết. Đó không phải lỗi của anh. Thôi nào, không cần ngóng cổ lên vậy đâu. Đèn tắt sớm thôi. Thôi nào. Thôi nào, quay về giường mình đi. Trung sĩ Quang, sao anh đến đây trễ vậy? Tôi chỉ mang một bức thư đến. Trung Hô, thư của anh đây, vừa mới tới đấy. Cảm ơn. Được rồi. Trung sĩ Quang, chúc buổi chiều tốt đẹp. Trung Hô, chị phải báo với em một thảm họa đã xảy ra cho gia đình ta. Giờ thì em đã ở tù. Em xứng đáng nhận điều đó. Xem như đây là bài học. Chị nói cho em biết, cái ngày mà em vào tù, cha rất giận và lại trở bệnh. Ngay cả bác sĩ cố sức giúp, nhưng cha không qua khỏi. Trung Hô, cha đã chết và để lại chị bơ vơ. Em là võ sĩ Quyền Anh giỏi và cũng là một kẻ giết người, em biết không? Em đã giết và kết thúc cuộc sống của cha rồi. Em là kẻ máu lạnh. Em không biết điều đó sao? Ngay cả những con thú cũng có cảm nhận về tình cảm cha mẹ. Em còn tệ hơn cả những con thú, em có biết vậy không? Em biết. Em biết. Em xin lỗi. Giờ em đã thấy được hậu quả rồi. Hãy để quá khứ qua đi. Nghe đây, em phải chấn chỉnh lại mình. Nên nhớ, chỉ khi nào em thay đổi và trở thành người tốt lần nữa, tương lai của em sẽ sáng sủa hơn và nhiều hy vọng hơn. Chỉ khi nào em thay đổi và trở thành người tốt lần nữa, tương lai của em sẽ sáng sủa hơn và nhiều hy vọng. Chị của em, anh có một người chị tốt và hiểu chuyện. Trung Hô, nghe này, vẫn còn có công lý trên thế gian này. Giỏi võ thuật chẳng có nghĩa gì. Vậy hãy nhớ, nên trở thành con người tốt lại đi. Đừng làm cho chị của anh thất vọng đó. Cha ơi, xin cha hãy tha thứ cho con trai người.
Con muốn em ấy trở về. Con muốn em ấy trở về an toàn thưa cha. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, báo cho chị một tin tốt. Tin gì vậy? Tôi nghe rằng Trung Ho sẽ được thả sớm. Vậy sao? Dân, chúng tôi có mối quan hệ thân thiết với viên cai ngục, nhưng chúng tôi không biết là ngày nào. Chúng tôi sẽ báo chị khi chúng tôi có tin. Cha ơi, Trung Ho đang quay về. Trung Ho, Trung Ho, Trung Ho, Trung Ho, Trung Ho. Trung sĩ Won, hôm nay trong anh có vẻ vui vậy, có chuyện gì sao? Tôi vui vì tôi mang đến tin tốt cho anh. Tin tốt gì vậy? Có phải là tôi được phép ra ngoài sao? Tin tức tuyệt vời cho anh. Để tôi nói nốt. Tôi nhận thấy sự thực thi của anh ở đây rất tốt. Ngày mai anh có thể rời khỏi đây. Thật sao? Tôi không thể tin được. Tôi có thể rời khỏi đây rồi. Giờ thì ra khỏi đây và lo đóng gói đồ đạc đi. Chuẩn bị sẵn sàng bay ra khỏi đây. Cảm ơn. Chó chết. Gã khốn đó sẽ được thả ra vào ngày mai. Tôi vừa nhận tin báo từ bạn của mình. Bọn chúng đang ở trong tù. Bọn họ hỏi tôi có trừ khử hắn không. Kẻ sức sượt này. Này xem đi, ông chủ. Nếu anh ta ở quanh đây sẽ không làm gì chúng tôi được cả. Nhưng sẽ rắc rối đấy. Đến đây. Một khi hắn ra tù, hãy làm mọi cách với hắn. Cho hắn xuống địa ngục đi. Trung Ho. Trung Ho. Ngày mai ngươi sẽ chết. Ở đó đi. Lại anh nữa sao? Đúng vậy. Tôi tin là anh sẽ không quên điều anh nợ tôi, hả? Tôi đã mãn hạn tù. Tôi đã ngồi tù bao lâu rồi? Vậy nên tôi nghĩ những vấn đề giữa chúng ta đã chấm dứt. Chấm dứt sao? Tôi không biết. Anh là người ăn nói ngọt ngào đến vậy. Anh trai tôi đã chết. Và anh chính là người giết anh ấy. Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn giữ lại đi. Vậy anh muốn gì? Tôi muốn anh chết. Giết hắn ta đi. Ah!
Trung Ho, đừng buồn nữa. Chị biết cảm giác của em thế nào. Không có cách nào mang cha về lại đâu. Cha ơi, xin cha tha tội cho con. Con Trung Ho, nếu như em thay đổi lại, cha sẽ tha thứ cho em mà. Trung Ho, em mới về. Tốt hơn giờ em đi nghỉ đi. Chị phải đi làm. Có thể chị về trễ nên em đừng chờ nha. Được rồi. Trung Ho, ông chủ Phan, chắc anh thấy hơi lạ khi tôi đến đây phải không? Có chuyện gì sao? Xin mời ngồi. Được rồi, anh ngồi luôn đi. Xin mời dùng trà. Được rồi. Ông có thể cho tôi biết lý do ông đến đây? Tôi đến đây có ý hay này. Tiền đó để làm gì? Nó xem như là tiền trả trước cho việc mời anh làm đại diện cho trường phái võ thuật của chúng tôi. Tham gia cuộc thi trong năm nay đó sẽ có rất nhiều tiền. Anh nên nghĩ về điều này đi. Cảm ơn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không thể hứa với ông vì tôi không muốn đánh nhau nữa. Xin lỗi vì không nhận lời mời của ông. Vậy anh không muốn đánh nhau sao? Trung Ho, có phải vô đây không đủ không? Không, vấn đề không phải là tiền. Tôi muốn nghỉ luôn khỏi môn quyền anh. Anh làm tôi thất vọng rồi. Tôi đã đi thật xa đến đây gặp anh đấy. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi không muốn đánh nhau và không muốn hại ai nữa. Tốt. Đó là lời giải thích tốt. Tôi cá là ngày nào đó anh sẽ hối tiếc chuyện này. Tôi đã quyết định rồi. Sẽ không có gì làm tôi thay đổi quyết định của mình đâu. Trung Ho, em rất thích quyền anh mà. Sao em lại từ chối lời đề nghị của ông ta, trong khi em có thể có rất nhiều tiền? Chị ơi, em phải tự sửa đổi lại mình. Nếu không chuyện trở lại nhà tù thì sao đây? Được rồi. Nếu em làm như vậy, linh hồn của cha sẽ tha thứ cho em. Nếu em đã quyết định, chị sẽ giúp em bằng mọi cách nào đó chị có thể. Gã khốn chết tiệt đó không tôn trọng chút nào. Nhưng chúng ta không thể đấu với hắn ta. Ngươi phải nghĩ cách nào khác để tống khứ hắn đi. Anh trai, vậy nếu em đi đến Nhật Bản để tập luyện thì sao? Ngươi phải cố hết sức mà trau dồi. Ngươi sẽ trở thành một võ sĩ giỏi nhất ở Trung Hoa. Đến đi. Và ngươi cũng trông coi việc buôn lậu của ta nữa đấy. Tốt thôi, em sẽ làm theo lời anh nói. Trung Ho, thầy giáo. Này Trung Ho, chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau. Thôi nào, mình vào trong uống đi. Không, tôi có việc phải làm rồi. Thầy thế nào sau gần ấy năm? Không tệ, không tệ. Còn trường qua mấy năm nay thì sao? Từ khi cậu rời trường, chúng tôi vẫn chưa có kết quả tốt cả. Trường chúng ta chưa giành được chức vô địch nào cả. Trung Ho, tôi có vài việc cần bàn với cậu. Ngày mai ta gặp nhau nha. Được rồi.
Cho dưa hấu nhé. Tôi biết cậu đã được thả. Tôi đang tìm cậu đây. Có vấn đề gì sao? Cuộc sống hiện nay của cậu thế nào? Tôi đang tìm việc làm. Chị gái có thể lo cho tôi hàng ngày trong thời gian này. Cậu không thể dựa vào chị ấy được. Vậy cậu muốn nghe ý kiến của tôi không? Tôi muốn giúp cậu trong cuộc thi năm nay. Ngay bây giờ là khoản tiền đặt cọc trước. Tôi mong là khoản này sẽ giúp cậu. Vui lòng xem lại thế nào. Trung Ho xem xét lại đi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn về lòng tốt của thầy. Nhưng tôi đã thề sẽ không đấu võ nữa. Hãy nghe tôi nói trước đã. Thầy không hiểu đâu. Tôi có vấn đề của riêng mình. Làm ơn bỏ qua sự thô lỗ của tôi. Tạm biệt. Trung Ho. Trung Ho, làm ơn nghe. Thầy ơi, tôi không thể thay đổi. Làm ơn bỏ qua cho tôi. Này. Trung Ho, hãy nghe chị đi. Không dễ để kiếm việc làm đâu. Hãy kiên nhẫn. Chết tiệt. Nếu em không tìm được việc làm, gánh nặng của chị sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn. Trung Ho, chị đã có ít tiền để dành trong những năm qua. Hãy lấy nó tạo dựng một nơi buôn bán đi. Em tự kinh doanh. Không. Sao em có thể lấy tiền của chị được? Chị đã dành dụm bao năm. Trung Ho, em không cần phải lo lắng chuyện đó. Không thể nào. Chị còn phải để dành cho tương lai của mình nữa. Em không hiểu sao? Tất cả những hy vọng trong tương lai đều phụ thuộc vào em đó. Nếu em tự kinh doanh ngay bây giờ, sau này nó phát triển mạnh và thành công thôi. Sau khi em kiếm được tiền, em trả lại cho chị sao? Được rồi. Vậy em sẽ làm như chị nói. Giờ thì tìm những người bạn có thể giúp em. Vâng. Ông chủ, ông gọi tôi đến. Ngồi đi. Vâng. Ta nghe Trung Ho tên khốn đó bắt đầu buôn bán quanh khu này. Thật kỳ quặc với việc khởi đầu của gã khốn này. Ta thì không vui vẻ về chuyện đó. Ta phải phá việc buôn bán của hắn, được không hả? Dân, xin mời vào trong, thưa quý khách. Vui lòng vào trong ngồi. Quý khách muốn dùng gì? Vui lòng cho hai tô mì. Hai tô mì. Còn ông thì sao? Hai tô mì. Bốn tô mì nha. Được rồi. Có đây rồi ạ. Quý khách muốn dùng gì thêm không? Dùng gì thêm không thưa ông? Hai bánh bao. Hai bánh bao. Đến ngay đây. Vui lòng xin mời vào. Xin mời vào trong ạ. Anh, xin chào. Trung quý Quan. Này sao anh lại đến đây? Chỉ đi ngang qua thôi, việc buôn bán không tệ chứ. Không có gì. Chỉ là làm no bụng thôi. Nó ngon lắm đấy. Cảm ơn, tôi có việc phải làm. Nếu anh gặp vấn đề gì, cho tôi biết nhé. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi đi đây. Được rồi, tạm biệt. Người anh em, những gã khốn đang đến đây.
Chúng ta chỉ lo việc buôn bán thôi, đừng quan tâm đến họ. Được rồi. Đến đây, nhanh lên. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Nhanh đầu. Được rồi, đang đến đây. Gã khốn này thật là may mắn. Có vẻ hắn ta làm ăn ngon lành. Này, đi đi. Biến khỏi chỗ này đi, nhanh lên. Biến khỏi chỗ này. Sao các người mong chúng ta ăn ba thứ rác rưởi này hả? Này ông, quán ăn chúng tôi làm ăn nhỏ, làm ơn trả tiền ăn trước. Người mong ta trả tiền ăn sao? Yên nào, thôi đi, thôi bỏ đi. Bọn ta đến đây, các ngươi cho ăn đồ không ra gì và còn muốn đòi tiền sao? Không bao giờ. Ngươi dám vậy sao? Chết tiệt. Đánh nó. Dừng lại đi. Làm ơn, này dừng lại. Quay lại đây. Thôi nào. Ngừng đánh nhau đi, thôi nào. Dừng lại, dừng lại. Các người. Đừng đánh nhau nữa. Không nên đánh nhau nữa đâu. Thôi nào, dừng lại đi. Đợi xem. Đi thôi. Nhanh nào, đi thôi. Được rồi anh em, quên chúng đi. Này chị đi đâu vậy?
Trông chị hôm nay xinh quá. Hôm nay sinh nhật bạn chị. Chị đi dự tiệc của cô ấy. Việc buôn bán hôm nay thế nào? Không tệ. Chị nói này, không dễ để việc kinh doanh thành công đâu. Đặc biệt là người có tính khí như em. Em nên nhớ là khách hàng lúc nào cũng đúng. Vì lợi ích cho việc kinh doanh, em phải tự kiềm chế bản thân. Vâng, em biết rồi. Ngày mai em phải làm việc sớm. Nhớ đi ngủ sớm nhé. Em biết rồi chị. Chị đi đi. Chào. Người anh em. Chúng tôi vừa mới gặp chị gái. Tối nay trông chị xinh quá. Chị ấy đi đâu vậy? Chị ấy đi sinh nhật. Việc buôn bán của chúng ta bị hư hỏng hết rồi. Làm sao tôi có thể giải thích cho chị ấy hiểu đây? Người anh em, đừng lo chuyện đó. Chúng ta ra ngoài uống vài ly đi. Được rồi, đi thôi. Được rồi, đi giải sầu thôi. Đã lâu lắm rồi. Anh thế nào? Tôi ổn. Anh đang làm gì? Chỉ làm ăn nhỏ thôi. Nếu anh cần ai giúp đỡ thì báo tôi nhé. Được rồi, nâng ly cho tương lai. Đây đây. Tôi xin lỗi. Không thành vấn đề. Xin mời vào. Alo. Vâng, được. Giúp Phun, cô có điện thoại. Cứ ngồi ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại tối nay. Tôi mời. Sao lại như thế? Được rồi, không sao. Cạn ly. Ngồi đây. Giúp Phung. Cha, sao cha đến đây? Việc buôn bán không tệ đâu. Xin mời ngồi. Cạn ly. Cạn ly. Người anh em, giờ thì chuyện kinh doanh của chúng ta hư hại và ta không còn gì cả. Chị nói tôi biết tại sao ta phải chịu đựng sự tra tấn của những kẻ khốn kiếp đó. Chỉ vì bọn chúng mà chúng ta mất hết cả vốn lẫn lời. Đúng vậy, người anh em, môn công phu của anh rất tuyệt. Tại sao chúng ta không đứng lên và chống đối lại chúng? Người anh em, này, cho thêm rượu đi. Người anh em, đừng uống nhiều nữa. Mấy gã khốn kia đang ở đây. Tôi không quan tâm. Chó chết bọn họ. Này sếp, gã khốn nạn đang ở đằng kia. Hắn đang hưởng thụ đó. Đi nào. Đi thôi, nhanh lên. Những gã hàng trong kia. Ta nghĩ hôm nay các ngươi có ngày vui vẻ nhỉ? Rượu thì ngon, có gái đẹp. Vậy sao chúng ta không đùa tí đi? Ha 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 ha
Xử chúng đi. Chúng ta sẽ làm gì đi cha? Cha không biết. Người anh em. Người anh em, dậy đi. Đi thôi. Tôi thực sự cảm ơn các anh đã tống khứ những kẻ bất lương kia. Đây là ít tiền tôi gửi các anh, nhưng nhận lấy đi. Này người anh em, ông chủ nhà hàng đưa cho chúng ta tiền này là công chúng ta tống khứ những kẻ bất lương kia. Người anh em, để tôi nói chuyện này. Đầu tiên ta không thể chấp nhận chuyện này. Anh biết là tôi không thể đánh nhau nữa mà. Chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách khác, anh hiểu không? Vâng, tôi hiểu rồi. Hôm qua anh đã sai rồi. Anh lao vào đánh nhau. Vậy anh cảm thấy thế nào? Tôi không muốn đánh nhau tối qua. Tôi bị buộc phải làm thế thôi. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không đến. Cô sai rồi, giờ tôi đã ở đây rồi. Này, tôi cảm giác anh không muốn nói nhiều. Có phải vậy không? Tôi cũng thấy như vậy. Anh có cảm nhận về tôi thế nào? Tôi cảm thấy... Nói tôi nghe đi. Tôi thấy cô là một người con gái xinh đẹp. Và cũng... Cũng thế nào? Nói tôi biết đi mà. Tôi sẽ không cười đâu. Được rồi. Cô không biết tên tôi mà. Tên anh sao? Không thành vấn đề. Ngày nào đó tôi sẽ biết thôi. Có phải tôi đã nói những từ vậy trước đây không? Tôi đã nói với cô. Tên tôi là Trung Ho. Trung Ho. Nếu như anh chưa từng ở đó vào ngày hôm đó, có lẽ tôi đã... Nếu tôi chưa từng có ở đó ngày hôm đó thì sẽ không có như thế ngày hôm nay. Anh đã từng là người rất khó, nhưng giờ trong anh trầm lặng hơn. Tôi đã từng là kẻ lang thang. Tôi đã bỏ mất nhiều năm tươi đẹp.
Vậy anh đang làm gì để cảm thấy mình có ích? Không làm gì hết. Vậy nếu để tôi giúp anh thì sao? Anh nghĩ sao về điều đó? Chỉ khi nào hợp pháp, tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Một trong những bạn thân nhất của cha tôi mới mở nhà hàng ở đây. Tôi có thể tạo cho anh một việc làm, có được không? Này, cảm ơn cô nhiều. Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi không cần anh cảm ơn. Giúp Phương mà. Trung Hô. Ngồi đi. Chuẩn bị tỉ thí đi. Lắm. Giờ đến lượt ngươi thử xem. Được rồi. Kỹ năng của anh chắc chắn là tuyệt nhất mà chúng tôi có. Vậy thì tôi có thể quay về nước được rồi. Nhưng anh về được rồi, anh sẽ trở thành nhà vô địch có 1-0-2 ở Trung Hoa. Vậy ngày mai tôi sẽ đi nhé. Tốt. Nhưng nhớ những món hàng tôi yêu cầu anh gửi, anh phải trông chừng chúng thật cẩn thận. Này, đi đi và dẫn Tinh Tinh đến cùng ông chứ. Được rồi, nhanh lên nào. Này, đây là nơi khá tuyệt. Quản gia nói có một cô gái rất xinh gọi là Tinh Tinh, anh nghĩ sao? Ông Chan, ông Quang, tôi muốn giới thiệu các ông, đây là cô Tinh Tinh. Rất vui được biết cô. Thôi nào, ngồi xuống đi. Cô Tinh Tinh không uống được nhiều, cô ấy sẽ bị say. Quý khách vui vẻ nhé. Gặp quý khách sau. Tạm biệt.
Này cô Tinh Tinh, rất vui được gặp cô. Rất vinh dự cho tôi. Mời cô uống với chúng tôi. Tôi xin lỗi, tôi không uống được đâu. Nhưng không thể từ chối lời mời của tôi. Về này uống đi. Ở đây chúng ta là bạn bè với nhau. Thôi nào, đừng làm tôi quê chứ. Nào nhanh uống đi. Tốt, rất tốt. Giờ thì mời cô uống với tôi. Tôi xin lỗi, tôi không thể uống được nữa. Thật là dớ dẫn. Cô vừa mới uống với anh ta, nên cô phải uống với tôi. Uống đi. Đúng, tiếp tục. Uống đi. Tốt. Thật tuyệt, ta không nghĩ người học nhanh đến vậy. Anh trai, em không muốn làm anh thất vọng. Này, công việc buôn lậu thế nào trong thời gian rồi? Tốt lắm, em vừa mới giao cho Chan. Tốt. Tốt hơn hết, ngươi nên nghỉ ngơi đã. Ngày mai cho ta xem môn kung fu của ngươi thế nào. Được thôi. Xin chào đón. Vui lòng mời vào, xin mời ngồi. Cô giúp Phung vui lòng. Vui lòng ngồi ở đây nha. Cô giúp Phung. Cô đang tìm ai đó? Trung Hồ có ở đây không? Có. Nhưng Trung Hồ chỉ là phục vụ ở đây thôi. Sao cô lại tìm anh ta? Sao cô lại tìm anh ta chứ? Anh không biết là Trung Hồ làm ở đây vì tôi giới thiệu anh ấy sao? Nhưng cô không cảm thấy tôi có vẻ khá hơn sao? Cảm ơn anh nhiều, nhưng anh rất bận rộn. Xin lỗi. Nhờ anh giúp gọi Trung Hồ đến đây hộ tôi nhé. Tất nhiên rồi, không thành vấn đề. Tôi sẽ gọi anh ta. Ngay bây giờ, được không? Mời vào, mời vào. Này, xin mời. Có một cái bàn ở kia. Này, phục vụ khách chúng ta nhé. Nhanh lên đằng kia. Dân. Giúp Phung. Trung Hồ.
Cô muốn dùng gì? Tôi lấy vài món cho cô. Này Trung Ho, ngồi đi. Anh dùng cùng chúng tôi chứ? Được thôi. Mời ngồi. Trung Ho, tôi nghĩ anh nên nghỉ việc ở đây đi. Sao lại như vậy? Vì tôi muốn anh thành quản lý ở nhà hàng mới của tôi. Anh không muốn như vậy sao? Anh Jin, nhận lời đi. Nhà hàng mới mở hoàn toàn do cô Dúc Phung đầu tư đó. Không, Dúc Phung, tôi không biết gì về quản lý cả. Sao tôi có thể nhận lời được? Thôi nào, anh không cần phải biết bất cứ thứ gì về quản lý. Chỉ cần anh làm công việc của mình, nhận lương và sống vui vẻ. Cô hiểu sai rồi. Tôi không thể kiếm tiền bằng cách không làm gì cả. Dúc Phung, cô đã quên những gì tôi đã nói vào ngày chúng ta gặp nhau ở trên cầu, nhớ không? Tôi tôn trọng cách anh nghĩ. Hãy quên việc này đi. Tuy nhiên, anh sẽ sớm được thăng chức ở đây. Trung Ho, tôi đi đây. Tôi sẽ tiễn cô. Mời vào. Mời ngồi. Mời vào. Dân mời anh, mời vào. Nghe này, tôi sẽ bảo bếp làm những món ngon nhất cho quý khách. Người đang làm gì ở đây vậy? Đi làm việc nhanh lên. Chờ một chút nha. Này, này, này. Ông Ha, ông đến đây sao? Mời đi lối này. Này, ta vừa thấy một cô gái. Ta muốn cô ấy uống cùng ta. Bà có thể điều cô ấy đến đây không? Chắc chắn rồi, tất nhiên, chắc chắn rồi. Này, đến đây. Phục vụ khách của chúng tôi, nhanh lên. Được rồi, xin mời đi bên này. Sếp. Người ở chỗ quá rồi vậy? Sao người trễ vậy? Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi hơi bận tí nên đến trễ. Đầu tiên tôi sẽ chịu phạt. Sếp. Sếp à. Ta muốn ngươi làm anh ta thực sự bị tổn thương. Trung Ho, tôi biết anh đã quyết định rời xa giới quyền anh. Nhưng bạn anh Jae-un, người có kỹ năng giỏi, vừa bị giết hôm nay bởi Wu Lai qua cuộc đấu kung fu. Wu Lai sao? Đúng vậy. Wu Lai bây giờ rất khác. Họ cho tôi biết hắn ta được huấn luyện ở Nhật Bản với kiểu giết người tàn bạo khác nhau. Hắn ta giờ hầu như là kẻ bất khả chiến bại. Tôi muốn anh lưu giữ danh tiếng môn kung fu của Trung Hoa và ra mặt chỉ thí với kẻ xảo trá khốn kiếp đó. Anh là người giỏi nhất ở đây và chỉ có anh mới là người đánh bại được anh ta thôi. Thầy, đã từ lâu tôi không luyện tập nên tôi e rằng tôi không cạnh tranh với Wu Lai được. Tôi không có tự tin. Thầy ơi, tốt hơn thầy nên tìm ai khác. Trung Ho, chỉ có mình anh là người có thể ra mặt cứu tôi chống lại gã khốn đó. Thầy ơi, tôi đã quyết định rồi, tôi không đấu võ nữa. Xin vui lòng mang tiền về làm ơn đi. Nhưng tôi phục vụ. Dân, đang đến thưa ông. Ông Lee, Trung Ho thực sự đã sửa đổi bản thân mình. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Ông cần gì? Chúng tôi muốn uống rượu whisky. Xin chào đón, chào đón. Vui lòng, xin mời vào, mời vào. Vui lòng. Dân, đi lối này. Xin hỏi ông uống gì? Cho ta chai whisky. Ồ tuyệt, vậy thêm trái cây nhé. Cảm ơn.
Xin mời. Đợi tí, này Sa, vui lòng lấy chai kia cho tôi. Mang chai này cùng với trái cây đến cho bạn tôi ở đằng kia. Vâng, được rồi. Này, không, dừng lại đi. Này, cô nghĩ mình đi đâu chứ? Cô không thể thoát khỏi tôi đâu. Vậy tôi nói đi, cô sẽ qua đi với tôi tối nay, cô hiểu không? Này, dừng lại đi. Trung Hô, chị, có chuyện gì sao Trung Hô? Chỉ như là bởi già thổ đó, sao hả? Ngươi không thích điều đó, phải vậy không? Đừng có cố thể hiện với ta. Ta sẽ gặp ngươi sau. Ta sẽ cho ngươi thấy đánh như thế nào. Chị. Chị. Nói em nghe, sao chị lại làm vậy? Nói em nghe đi. Chị đã làm dơ bẩn danh tiếng của toàn bộ gia đình mình. Em trai, tha thứ cho chị. Chị biết mình làm sai rồi. Nhưng tại sao chị vẫn tiếp tục? Chị sẽ nói em biết. Có một lý do duy nhất thôi, là bởi vì em thôi. Vì em sao? Thật lố bịch. Chỉ vì chị biết sẽ khó tìm việc làm đối với một người đã từng bị ở tù. Chị không muốn em lại bước chân vào nơi xấu xa nào nữa. Vì em tay trắng, không có gì trong tay cả. Chị phải cố gắng kiếm tiền để giúp em tồn tại. Nên bắt buộc chị phải làm như vậy thôi. Không còn cách nào khác cả. Vậy đó là lý do sao? Chị không biết em cảm thấy thế nào, nhưng chị cảm thấy mình có tội. Chị ơi, chị đã phải chịu đựng rất nhiều, và cũng đã hy sinh bản thân mình quá nhiều rồi. Em đã hiểu sai chị. Em xin lỗi. Trung Hô, đừng tự trách mình. Chị chỉ muốn em trở thành người tốt. Chị. Chị sẽ làm bất cứ việc gì để giúp em thành người tốt. Không. Chị ơi, bản thân chị thì thế nào? Em không muốn chị làm gì vì em. Chị đã đưa tiền để em bắt đầu việc kinh doanh của mình. Số tiền đó cũng từ công việc ở nhà thổ mà ra. Giờ thì việc buôn bán của em bị tổn thất, còn chị thì mất việc. Chị nghĩ chúng ta không thể trả lại tiền cho họ. Chị à, làm ơn đừng nói chuyện này nữa. Em sẽ tìm cách kiếm tiền. Trung Hô, em nghĩ tiền ở đâu mà có? Chị không cần lo lắng nữa, em sẽ mang nó về. Trung Hô. Trung Hô. Thầy, mời ngồi.
Sau khi chia tay với cậu, tôi vẫn luôn để ý đến cậu. Tôi đã thấy chị gái cậu đi cùng với Harley, và tôi cảm thấy đáng ngờ nên tôi đi theo họ. Thầy, làm ơn đừng nghĩ sai về tôi. Tôi thề tôi không... không nói cho ai biết những gì tôi đã chứng kiến hôm đó. Cậu đã quyết định từ bỏ quyền Anh, và tôi đã mời Tin và Free giúp tôi tham dự cuộc thi. Tạm biệt và chúc may mắn. Goodbye. Good luck. Hold it. Khoan đã. I've thought about tôi đã nghĩ lại việc again. Tham gia cuộc thi. I wanna vậy join. Mới là tôi. Wait. Đợi đã. Trung Ho. Em đã quên hứa gì với chị rồi me? Sao? How can you sao em lại thất hứa vậy? Sister, chị à, you promised me that you would retire. Em hứa với chị em there's sẽ từ no bỏ. For you not to. Vì không có lý do gì don't em không làm gì. I have to em phải tự kiếm sống và trả khoản nợ của chúng ta. Trung Ho. You mustn't bother about em không phải phiền về that. Chuyện it's đó. Việc này là chuyện của chị sẽ tự giải quyết. No. Không. I'm a em là người trưởng now. Thành rồi. Việc này this là trách nhiệm của em phải làm. Sister, chị ơi, làm ơn tha thứ cho em vì không giữ lời hứa. Trung Ho. Chị à. I never chị chưa bao giờ đòi hỏi you. Em nhiều. All I want you tất cả điều chị muốn là em đừng bao giờ đấu võ nữa. Được rồi chị, em hứa em sẽ không đấu võ nữa. Tin em đi, em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Trung Ho. Trung Ho. Trung Ho. Thắng đi đâu? Ra tay đi. Hay lắm. Hay lắm, giết thắng đi. Hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Xử hắn. Lao Quai, anh đang làm gì vậy? Trung Ho. Lao Quai. Ha!
này Chung Hoon. Anh biết là mình không thể đi mà. Dừng lại. Sao ngươi nghĩ mình đánh với những người này vậy? Các ngươi ra khỏi đây đi. Bà Rong, tôi muốn tỉ thí cái môn Kung Fu Trung Hoa của anh. Thử thách anh và tôi sẽ thắng anh. Ra ngoài đi. Được rồi, nhanh nào. Dừng lại. Chủ tịch, còn có ai ở đây không? Có thể đánh lại em trai của ta từ Nhật mới về. Toàn bộ số tiền này là giải thưởng. Nghe đây mọi người, ông Chan tuyên bố, nếu có ai ở đây có thể đánh bại em trai của ông ấy từ Nhật mới về, thì số tiền này sẽ thuộc về người thắng cuộc. Anh có tưởng tượng được có tất cả số tiền vậy không? Nhiều tiền lắm. Chắc là tôi lên đánh với anh ta xem sao. Anh có thấy vali ấp đầy tiền đó đã thế nào không? Có ai ở đây không? Vui lòng bước lên. Các anh sẽ đấu cho hai mục đích: chức vô địch và sở hữu số tiền thưởng. Này, cô ở đây đợi tôi. Tôi đi tìm chị gái anh ấy đã. Ah!
thôi, đi thôi, ra khỏi đây thôi. Đứng lại, đứng lại. Bước xuống đây, đứng lại. Trung Hô. Jin Trung Hu, anh không phạm tội, bọn chúng mới có tội. Kế hoạch của chúng không phải là võ thuật, mà chuyên về cướp bóc, giết người, ăn trộm. Tất cả những việc đó đều do bọn chúng làm. Tôi tin rằng anh đã hoàn toàn sửa đổi. Bắt chúng đi. Đi thôi, đi thôi. Giải tán thôi. Đi nào.